Chào mừng các em đã đến với trang lời giả hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mục 2, trang 126, sách giáo khoa môn địa lý lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Quan sát hình vẽ, mô tả lại cách xác định phương hướng qua việc quan sát mặt trời mọc. Dựa vào hướng mặt trời mọc và lặn, có thể xác định được phương hướng một cách tương đối chính xác. Mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây, từ đó xác định các hướng còn lại. Quan sát trên hình, các em có thể thấy bạn gái quay về phía mặt trời. Vậy, hướng ở phía trước mặt là hướng đông. Hướng ở đằng sau sẽ là hướng tây. Hướng ở bên trái là hướng bắc và hướng ở bên phải là hướng nam. Vậy là cô và các em đã vừa hoàn thành xong câu hỏi mục 2, trang 126, sách giáo khoa môn địa lý lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lời giả hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.